Ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AAC và các đơn vị liên quan. Trong vụ án có 16 bị cáo, trong đó có 14 người bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc AAC cùng 3 bị cáo khác đang bỏ trốn bị xét xử vắng mặt. Tại phần thẩm vấn, bị cáo Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng AAC là người đầu tiên trả lời hội đồng xét xử. Sơn khai làm công việc kế toán từ cuối năm 2008. Cuối năm 2013, Sơn được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo sửa báo cáo tài chính để AAC có đủ năng lực tài chính tham gia các gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Theo lời của Sơn, bà Nhàn đã yêu cầu bị cáo chỉnh sửa báo cáo tài chính, mặc dù được tham mưu là không được, nhưng bà Nhàn yêu cầu làm và không phải là người chịu trách nhiệm về vụ việc. Trước yêu cầu của Chủ tịch AAC, bị cáo Sơn đã chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa bản báo cáo tài chính theo như chỉ đạo của bà Nhàn. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Sơn đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tỏ ra ăn năn hối lỗi. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã khai quá trình lẩn trốn sang Dubai. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 6, Sơn về nước đầu thú. Theo Sơn, chỉ có đầu thú mới nhận được sự khoan hồng của pháp luật.